Xin chào các bạn đã đến với Tech News. Một nguồn tin cho biết mới đây chiếc iPhone 2019 của Apple sẽ có 3 phiên bản khác nhau. Trong đó chiếc iPhone cao cấp nhất sẽ được trang bị 3 camera sau. Hai mẫu iPhone còn lại sẽ được trang bị camera kép. Tức là người kế nhiệm của chiếc iPhone mở rời mới đây sẽ được nâng cấp lên từ một camera đơn sau thành cụm camera kép. Mẫu iPhone mở rời hiện tại chưa đáp ứng được kỳ vọng về doanh số của Apple. Do đó phiên bản kế nhiệm sẽ giải quyết được vấn đề tồn động bằng mức giá thấp hơn nhưng mà vẫn sử dụng màn hình LCD. Có lẽ Apple đang muốn bắt kịp các đối thủ khác trong cuộc đua về số lượng camera sau của chiếc smartphone. Hệ thống 3 camera sau mới của mẫu iPhone 2019 dự kiến sẽ là bản nâng cấp từ camera kép của iPhone 10S Max. Dựa vào những lời đồn đoán cuối tuần trước, hình ảnh render của một nguyên mẫu iPhone 11 đã xuất hiện với cụm 3 camera sau thu hút sự chú ý của dư luận. Hình ảnh mô hình mô tả mặt sau của iPhone 11 có một khối lòi ra phía trên sẽ là nơi đặt 3 camera sau, một đèn flash và một micro. Tuy nhiên thì thiết kế này bất đối xứng đến nỗi khó tin vì không phù hợp với triết lý hoàn mỹ mà Apple đã định ra từ trước cho đến nay. Theo Mac Rumors, Apple đã bắt đầu sản xuất sạc không dây AirPower và sẽ tung ra thị trường vào năm nay. Cứ ngỡ là AirPower sẽ bị lãng quên và làm cho người dùng thất vọng vì Apple đã âm thầm xóa đi thông tin về AirPower trong các thông báo trên trang web của hãng và gần như là không hề nhắc tới AirPower tại các sự kiện ra mắt iPhone mới. Thì mới đây, nhiều nguồn tin đã tiết lộ là Apple đã vượt qua các thách thức về kỹ thuật, về quá nhiệt và gián đoạn khi sạc cho các thiết bị và sẵn sàng sản xuất hàng loạt để tung ra thị trường vào năm nay. Hiện tại chưa thể xác định tính chính xác của thông tin trên, nhưng mà khả năng AirPower còn tồn tại và ra mắt trong năm nay là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Với tham vọng giành lại chỗ đứng trên thị trường Ấn Độ trước các đối thủ Trung Quốc như là Xiaomi, Samsung đang lên kế hoạch ra mắt loạt sản phẩm giá rẻ mới mang tên là Galaxy M trong năm 2019 với các tên gọi là Galaxy M10, M20 và M30. Cả ba thiết bị sẽ được bán độc quyền thông qua cửa hàng trực tuyến của Samsung và trang web Amazon tại Ấn Độ nhằm giúp công ty tăng doanh số bán hàng trực tuyến. Dự kiến Galaxy M sẽ được bán ra đầu tiên tại Ấn Độ vào cuối tháng 1 năm 2019 này hoặc là khoảng 1 tháng trước khi Galaxy S10 ra mắt với mức giá từ 10.000 ruby tức là khoảng 142 đô la đến 20.000 ruby khoảng 284 đô la. Kế hoạch ra mắt trên toàn cầu cũng sẽ được ra mắt sau đó. Dù là được xác nhận sẽ lên kệ đầu tiên tại Ấn Độ, nhưng gần đây một số hệ thống bán lẻ trong nước đã bất ngờ đăng tải lên trang hàng online của mình các dòng sản phẩm Galaxy M với giá hạt rẻ này. Theo chia sẻ từ một nguồn tin trong nước thì sẽ có hai phiên bản là Galaxy M10 và M20 sẽ được trình làng trước trong tháng này, còn với Galaxy M30 thì sẽ được ra mắt sau đó. Các hình ảnh cũng tiết lộ là Galaxy M sẽ có màn hình giọt nước tràn viền, hệ thống camera kép và có kiểu dáng thiết kế sang trọng, thậm chí là phiên bản Galaxy M30 còn sở hữu hệ thống 3 camera sau. Các thông tin đăng tải trên website ở Việt Nam cũng tiết lộ là Galaxy M10 sẽ có màn hình 6 inch, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Galaxy M20 sẽ có màn hình là 6.13 inch, RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB. Hiện chưa rõ các thông số trên là đúng hay không vì phía Samsung chưa có bất cứ một xác nhận nào. Nhưng mà đại diện Samsung chỉ tuyên bố rằng điện thoại của họ sẽ có mức dung lượng pin lớn và có sạc nhanh, thậm chí là có mẫu lên đến 5000mAh, lớn nhất trong số các mẫu điện thoại Samsung hiện tại. Dự kiến Galaxy S10 năm nay sẽ có tới 5 màu sắc tùy chọn khác nhau. Tùy theo từng thị trường, 3 mẫu Galaxy S10 sẽ có các màu như là màu đen, màu trắng, màu xanh lam và xanh lục. Bên cạnh đó, Galaxy S10 Lite giá rẻ hơn cũng sẽ có thêm màu vàng nhưng mà chỉ bán ở phiên bản giới hạn. Trong đó thì màu đỏ dường như bị loại bỏ hoàn toàn trong dòng sản phẩm này. Trước đó, các nguồn tin còn liệt kê dung lượng pin của bộ 3 Galaxy S10 Lite, S10 và S10 Plus lần lượt là 3100mAh, 3500mAh và 4000mAh. Đồng thời thì máy quét vân tay siêu âm được tích hợp trong màn hình sẽ chỉ xuất hiện trên Galaxy S10 và Galaxy S10 Plus đắt hơn mà thôi. Theo kế hoạch thì Samsung sẽ chính thức công bố loạt Galaxy S10 vào ngày 20 tháng 2 tới đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem câu trả lời chính xác nhất cho loạt smartphone kỷ niệm 10 năm của Samsung là như thế nào nhé. Vừa rồi là những thông tin có trong bản tin Tech News ngày hôm nay. Các bạn khán giả của Tech Mắt nếu cảm thấy bản tin trên là thú vị thì các bạn nhớ chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube của Tech Mắt để xem nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tech Mắt.